từng có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về truyền thông với vai trò là một freelancer, người làm việc tự do. Vậy nhưng chỉ sau 2 năm đại dịch vừa qua, anh Nguyễn Ngọc Minh đã buộc phải chọn một hướng đi khác cho sự nghiệp của mình. Cái việc mà nay đây mai đó đi du lịch hoặc là đi công tác trên khắp thế giới thì nó trở thành một cái thói quen với những cái người làm freelancer, đặc biệt là với tôi. Nhưng mà trong 2 năm đại dịch thì gần như là mình bó chân ở nhà, mình cảm thấy là mình quá nhiều thời gian rảnh rỗi, và cái lúc đấy thì mình mới bắt đầu mình suy nghĩ và mình tìm ra được một cái hướng là mình cần phải ổn định hơn, bởi vì là mình không nên để cho thời gian nó trôi qua một cách lãng phí. Khi các công ty, đơn vị buộc phải cắt giảm chi phí trong nhiều hoạt động để tồn tại trong dịch bệnh, thì sự đảm bảo quyền lợi đối với những lao động tự do cũng chẳng có gì chắc chắn. Bởi vì trong thời điểm đại dịch, doanh nghiệp, mỗi công ty họ sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Chúng tôi sẽ phải trải qua quá trình chậm thanh toán từ phía đối tác, từ phía khách hàng, và làm thế nào để duy trì được một cái nền tài chính ổn định cho tất cả những người làm công việc tự do như chúng tôi, thực sự đã là một cái thách thức rất lớn rồi. Nhiều khi các bạn freelance hay bị tiền á, gọi là đòi khách hàng không được hoặc khách hàng biến mất. Thường thì các công ty sẽ đòi với nhau rất là dễ, nhưng mà đối với một khách hàng cá nhân thì đòi được một số tiền nợ thì rất là khó, đặc biệt là với những cái công ty mà họ đang gặp vấn đề, ví dụ như là họ sắp phá sản. Tự tìm một hướng đi khác hoặc chấp nhận thực tế rằng khoảng thời gian này phải chậm lại trong việc kiếm tiền với công việc freelancer, có vẻ tự do đang không còn đủ hấp dẫn khi đứng cạnh vế tự lo trong 2 năm dịch bệnh vừa qua. Theo thống kê của Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp khiến cho số người thiếu việc làm trong quý 3 của năm nay là hơn 1,8 triệu người, tăng hơn 700.000 người so với quý trước và tăng hơn 620.000 người so với cùng kỳ của năm trước. Công việc thì ít, số người thiếu việc gia tăng, cạnh tranh càng thêm khốc liệt với những người làm nghề tự do. Tuy nhiên trong nguy thì luôn có cơ. Ai có năng lực thì vẫn luôn có cơ hội. Một cách tích cực thì đợt dịch này chính là khoảng thời gian để những người freelancer làm mới mình, chờ đón những cơ hội tốt hơn. Và lúc này thì những người làm freelance cũng cần có những thay đổi để trước tiên là tồn tại và sau đó là thích ứng với tình hình mới. Hiểu rõ giới hạn làm việc của bản thân và luôn tìm hướng đi mới. Dù ở thời điểm nào, đó vẫn luôn là cách để một freelancer tạo ra những đặc điểm nổi bật, riêng biệt trong thị trường đa dạng nhiều sự lựa chọn này. Và quan trọng nhất là cần phải có một kế hoạch dài hạn, có thể là phát triển một agency của bản thân, tức là chuyển từ một freelancer sang thành một người làm agency, sẽ kết hợp cùng với cả một số các bạn freelancer nữa để có thể là tối đa hóa doanh thu, tối đa hóa lượng khách hàng và có thể giảm thiểu nhiều nhất cái rủi ro mà có thể gặp phải. Chúng tôi mong mỏi các bạn làm bán thời gian trong lúc này, các bạn hãy hình dung mình chính là những người làm việc toàn thời gian với một tâm thế là hỗ trợ hết sức, tập trung hết sức, cũng nhìn nhận đây là cái cơ hội để giúp các bạn cùng vượt khó với doanh nghiệp. Trong lĩnh vực freelance, các công ty sẽ trả giá cao nhất để có được người giỏi nhất. Khoảng thời gian trùng xuống do dịch bệnh COVID-19 này chính là lúc để các freelancer biến mình thành người giỏi nhất.